Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước. Các ngành công nghiệp của thành phố rất đa dạng, bao gồm điện, luyện kim, cơ khí, điện tử, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may. Hoạt động thương mại của thành phố cũng rất phát triển với nhiều chợ và siêu thị lớn. Thành phố có sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và cảng Sài Gòn, là sân bay và cảng biển lớn bậc nhất cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều viện nghiên cứu, trường đại học. Nơi đây cũng có nhiều rạp hát, rạp chiếu phim, các khu vui chơi, giải trí hấp dẫn như Thảo Cầm Viên, Đầm Sen, Suối Tiên,